Trung Quốc tổ chức họp Hội đồng Hợp tác Quốc tế Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã gặp gỡ các đại biểu của Hội đồng Thư ký Hội đồng Hợp tác Quốc tế Thượng Hải SCO tại Bắc Kinh vào thứ Ba ngày 22 tháng 5. Bản tin từ Reuters cho biết tổ chức an ninh này do Trung Quốc và Nga dẫn đầu, bao gồm có Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ cùng với Pakistan cũng như nhập nhóm vào năm ngoái. Hội đồng này ban đầu tuyên bố tập trung vào an ninh của khu vực, bao gồm việc xung đột biên giới, khủng bố và Hồi giáo. Sau này, các hoạt động của SCO đã mở rộng ra lĩnh vực kinh tế và thương mại, vận chuyển cũng như thực thi pháp luật. Tuy nhiên, hội đồng vẫn nhấn mạnh hợp tác an ninh và kinh tế vẫn là ưu tiên. Tin cũng cho biết rằng nhóm này đang chuẩn bị một tổ chức, một cuộc họp tại thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc vào tháng 6.